con ăn, tôi cũng mắng con. Ngủ cũng mắng con phải ngủ thật sớm, ngủ thật nhanh. Hay là làm việc gì tôi cũng mắng con. Tôi nghĩ rằng là tôi không sai, bởi vì điều đấy là tôi mong tốt cho con của tôi. Thế nhưng không phải. Điều đó là tôi đang đổ rác lên con của mình. Và tôi thật sự rất thương con. Và đó cũng là động lực để cho tôi học tập, phát triển bản thân, để kết nối lại với con của mình. Tôi đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất ổn, bởi vì tôi đã sang Nhật cũng khá lâu rồi. Thế nên là gia đình thì cũng thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm, và bạn bè thì cũng vậy. Thế nên là mọi thứ của tôi khá là ổn, cho đến khi tôi gặp và biết đến trí tuệ mà cô Lanh đang giảng dạy, thì tôi phát hiện ra rằng là tôi hoàn toàn mất kết nối với những mối quan hệ xung quanh tôi. Bố mẹ nếu gọi điện tôi cũng chỉ hỏi thăm và nói những câu chuyện bâng quơ vui vẻ rồi thôi, không thể chia sẻ được. Bạn bè thì lại càng không. Và đỉnh điểm nhất đấy chính là mất kết nối với con của tôi. Hàng đêm cháu ngủ và bật dậy khóc thảm thiết mà tôi không hiểu vấn đề gì xảy ra. Và đó chính là động lực để tôi đi tìm cái lý do tại sao cái vấn đề đó lại xảy ra với tôi và với con của tôi. Cho đến khi học cô Lanh thì tôi mới biết rằng là tất cả những vấn đề đó đều là do tôi đã mang lại cho con của mình cái điều đấy. Tôi đã nhận ra được cái sự vô minh trong mình. Đó là con ăn, tôi cũng mắng con. Tôi nghĩ rằng là đấy là tốt cho con phải ăn thật nhiều, phải ăn thật nhanh. Ngủ cũng mắng con phải ngủ thật sớm, ngủ thật nhanh. Hay là làm việc gì tôi cũng mắng con. Tôi nghĩ rằng là tôi không sai, bởi vì điều đấy là tôi mong tốt cho con của tôi. Thế nhưng không phải. Điều đó là tôi đang đổ rác lên con của mình. Và tôi thật sự rất thương con. Và đó cũng là động lực để cho tôi học tập, phát triển bản thân, để kết nối lại với con của mình. Mỗi đứa trẻ đều là thiên tài của một lĩnh vực nào đấy. Và không thể nào bắt con cá leo cây được. Hãy để cho con phát triển một cách tự nhiên nhất, bằng cách cho con có nhiều trải nghiệm, cho con được là chính con. Và từ đó tôi cũng không mắng mỏ con hay là bắt con phải thế nọ, phải thế kia nữa. Và chính bản thân tôi cũng rất bình an và tìm lại được nụ cười trong con của tôi. Với bố mẹ của tôi, bây giờ tôi đã có thể gọi điện nói chuyện vô tư thoải mái với bố mẹ. Tôi đã có thể nói yêu bố mẹ, cầm tay của bố tôi và nói yêu bố tôi. Điều đó tôi thật sự nghĩ là nó thật sự tuyệt vời đối với tôi. Khi đã biết đến hành trình Leo Fan, đã dẹp lại những kế hoạch về công việc, những kế hoạch về bản thân và quyết tâm để trở về Việt Nam và tham gia cùng với hành trình Leo Fan cùng Học viện Minh Trí Thành. Và qua cái hành trình này, tôi mong muốn mình được bứt phá bản thân, trở thành một con người mạnh mẽ, tìm được bản thể thiêng liêng nhất trong con người của mình, kết nối được với vô thức tuyệt vời của mình và kết nối được với gia đình, với con cái, chữa lành với những mối quan hệ xung quanh và kết nối được với tất cả mọi người. Thật ra khi mà học cô Lanh thì tôi có viết nhật ký mỗi ngày, và nhật ký của tôi bao giờ cũng kết thúc bằng câu là mẹ yêu con vô cùng. Mẹ yêu con vô cùng. Và ngay bây giờ đây tôi cũng muốn nói với con của tôi rằng là con thật tuyệt vời, mẹ biết ơn con vô cùng vì con mang đến cho mẹ những điều tuyệt vời mỗi ngày. Con làm cho mẹ trở nên thông thái hơn, tuyệt vời hơn. Mẹ vô cùng cảm ơn con, biết ơn con đã chọn mẹ, đến bên mẹ và đồng hành cùng mẹ trong cuộc đời này. Biết ơn con. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.